chúng ta phải làm nó rõ ràng, hợp lý, thuyết phục và nó có cả tính động viên. Rõ ràng thì chúng ta đã biết rồi, nó tính trên số, biến những cái yếu tố mà chúng ta không tính bằng số được phải biến thành con số. Ví dụ như tôi chẳng hạn là với một cái nhân viên chăm sóc khách hàng chẳng hạn, thì nhân viên chăm sóc khách hàng đó không thể tính được rằng là cái mức độ khách hàng yêu quý bạn đó, khách hàng mỉm cười bạn đó, tôi không tính được như vậy. Thì tôi sẽ tính bằng những cái con số giả sử như tôi sẽ làm những cái bức tranh mặt cười, mặt buồn, mặt vui để cho khách hàng người ta dán vào trong cái bảng tên của tôi, thì với cái bảng dán đó tôi sẽ đến, đó cũng là một cái hình thức. Hoặc là tôi tính là tỷ lệ khách hàng gọi lại than phiền một tháng giảm đi bao nhiêu phần trăm, tôi cũng tính vào.